Xin chào các bạn. Vâng, xin chào những bạn khán giả đầu tiên ạ. Bạn Hữu Nghĩa, bạn Kiên Vũ, bạn Trần Châu, bạn Nguyễn Văn Nam, bạn Bé Bự. Vâng, Phương Dung đã nhìn thấy rất nhiều các bạn khán giả thân thuộc của fanpage Dự báo Thời tiết VTV rồi ạ. Bạn Trần Châu, bạn Phương Thanh, bạn Nguyễn Hòa. Bạn Quốc Hùng. Lưu Tô. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Hòa. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của fanpage Dự báo Thời tiết VTV. Ngày hôm nay thì Phương Dung sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin livestream trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV nha. Cũng đã khá lâu rồi thì Phương Dung mới có dịp được livestream trò chuyện cùng tất cả các bạn trên fanpage Dự báo Thời tiết VTV. Các bạn hãy vào xem livestream và tương tác thật nhiều cùng với Phương Dung trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và trước tiên thì các bạn muốn Phương Dung cập nhật tình hình thời tiết của vùng miền nào trước ạ? Miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam trước ạ? Phương Dung xin chào những bạn khán giả tiếp theo ạ. Bạn Việt Anh, bạn Thảo Ca, bạn Trường Oanh, bạn Lâm Kết, Quyên Nguyễn, bạn Kim Nguyễn Ngọc, Đức Mạnh, Hòa Thúy, Trần Đăng Dũng, Khôi Huy Toại, Nguyễn Văn Sơn, Mai Thiết, Tùng Phiêu, Nguyễn Ly, Quốc Hùng, Thảo Ca, Hoàng Lương, Thanh Nguyên, An Nhiên. Bạn Kẹo Mini, bạn Long Đào, xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Trước tiên thì Phương Dung xin cập nhật tình hình thời tiết tại khu vực Nam Bộ các bạn nhé. Ngày mai khu vực Nam Bộ dự báo sẽ có nắng từ sáng cho đến trưa. Còn đến chiều tối thì một lần nữa lại xuất hiện mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc và sấm sét nguy hiểm. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì cũng là trạng thái thời tiết tương tự như vậy. Ban ngày có nắng và chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên khá là dịu mát, không nơi nào vượt quá 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ dao động trong khoảng 32 cho đến 34 độ các bạn nhé. Tiếp theo đó là đến khu vực Trung Bộ ạ. Có bạn khán giả nào ở khu vực Trung Bộ không ạ? Vâng, Phương Dung đã nhìn thấy bạn Sáu Bùi có hỏi về tình hình thời tiết tại miền Trung rồi ạ. Vâng, tại Trung Bộ ngày mai thì trời sẽ chuyển nắng, tạnh giáo và nhiệt độ dao động trong khoảng 31 cho đến 32 độ các bạn nhé. Riêng có khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai sẽ chuyển nắng giáo hẳn này. Còn với Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nhiệt độ cũng vào khoảng 31-32 độ, khá dịu mát, ngày mai trời cũng tạnh giáo có nắng. Những ngày vừa qua thì một số nơi ở miền Trung đã xảy ra tình trạng là ngập lụt. Vậy nên trong ngày mai những nơi mà nước đã đang rút hoặc là đã là rút hoàn toàn thì bà con có thể dần tập trung dọn dẹp nhà cửa để có thể ổn định lại cuộc sống. Khi dọn dẹp nhà cửa thì các bạn hãy chú ý đến an toàn điện, tránh để nước tiếp xúc với cả đường dây điện hoặc là những cái thiết bị điện cần phải được khô ráo khi mà chúng ta cắm sạc các bạn nhé. Còn với các bạn khán giả ở khu vực Bắc Bộ thì ngày mai là một ngày trời hoàn toàn là tạnh giáo có nắng, đã kết thúc chuỗi ngày mưa dông rồi và đó là một tin rất là tích cực cho quý khán giả khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ạ.
Ngày mai nhiệt độ hầu hết dao động ở khoảng là 32 cho đến 34 độ toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Chỉ có riêng tại Sơn La và Lai Châu thì dịu mát với mức nhiệt là 28 độ mà thôi. Bạn Việt Anh có hỏi thời tiết tại Ninh Bình đã tạnh hẳn chưa? Vâng, ngày mai tại Ninh Bình thì thời tiết sẽ tạnh ráo hoàn toàn đấy ạ. Nhìn chung khu vực Bắc Bộ ngày mai sẽ tạnh ráo hoàn toàn ạ. Chào bạn Tùng Lâm, bạn Tuyết Tuyết, bạn Xuân Nguyễn, bạn Viên Dần Mai Anh, Trung Dũng Sĩ, Long Thanh, Thanh Nguyễn, Nguyễn Nghiệp, Bảo Nam, Hùng Hy, Trần Văn Minh, Huế Như, Trần Huyên, Phan Cường, Ngọc Phúc, Mười Lốp. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến. Bây giờ thì Phương Dung sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến tình hình thời tiết mà các bạn đặt ra ở livestream này cho Phương Dung nha. Phương Dung sẽ bắt đầu từ khu vực miền Bắc nha. Đầu tiên sẽ họ là tại Vĩnh Phúc. Câu hỏi của bạn Hoài Hoàng. Vâng, thời tiết tại Vĩnh Phúc ngày mai sẽ hoàn toàn là tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt cao nhất vào khoảng là 32 độ bạn nhé. Hải Dương ngày mai dự báo trời nắng nên rất là thuận tiện cho việc phơi phóng như mà các bạn đã nói. Và mong rằng là dự báo của chúng tôi sẽ là đúng. Ngày mai toàn khu vực Bắc Bộ sẽ chủ đạo là trạng thái nắng ráo. Phú Thọ ngày mai cũng nắng với mức nhiệt là 31 độ. Vâng, các bạn hỏi về thành phố Nha Trang. Nha Trang ngày mai trời nắng, buổi chiều tối thì có lúc có mưa rào với mức nhiệt cao nhất là 32 độ. Về đêm thì nhiệt độ hạ xuống còn 27 độ. Tại Lạng Sơn ngày mai trời nắng, cao nhất là 32 độ. Nam Định ngày mai trời nắng 33 độ. Quảng Ninh ngày mai trời nắng 33 độ. Vâng, các bạn khán giả hỏi về tình hình thời tiết tại Thanh Hóa. Vâng, Thanh Hóa ngày mai trời hoàn toàn nắng ráo, 32 độ. Phú Thọ 32 độ. Bắc Giang ngày mai trời nắng 33 độ và thấp nhất là 25 độ. Hải Phòng ngày nắng 33 độ. Tại Cao Bằng ngày mai trời nắng 33 độ bạn nhé. Tại Lào Cai ngày mai trời nắng 24 cho đến 34 độ. Bắc Cạn ngày mai trời nắng 22 đến 33 độ bạn ạ. Thanh Hóa ngày mai đêm không mưa, trời nắng 32 độ. Hà Tĩnh ngày mai tối và đêm nay thì có lúc có mưa này. Ngày mai thì trời lại nắng ráo với mức nhiệt 31 độ là nhiệt độ cao nhất. Còn về đêm thì rất là dịu mát 25 độ mà thôi. Hưng Yên ngày mai trời nắng 24 cho đến 33 độ. Tại thành phố Bắc Ninh, vâng, Bắc Ninh ngày mai ngày nắng 33 độ. Bạn Việt Còi có hỏi về thành phố Biên Hòa. Vâng, thành phố Biên Hòa ngày mai sẽ vẫn có mưa về chiều tối, còn ban ngày nắng, trời nắng với mức nhiệt vào khoảng là 33 độ. Hà Tĩnh ngày mai ngày nắng, không mưa, 31 độ. Nếu có mưa thì chỉ có đêm nay là khả năng sẽ có mưa thôi ạ. Thái Nguyên 32 độ, Tuyên Quang thì sẽ là 33 độ ngày nắng. Hải Dương ngày mai có nắng.
Bạn Tuấn Tuấn ạ. Nghệ An ngày mai trời nắng 31 độ. Thành phố Đà Nẵng ngày mai trời nắng, chiều tối mai thì có lúc có mưa rào và dông với mức nhiệt cao nhất là 32 độ, về đêm mát mẻ 25 độ. Vâng, xin chào bạn Đặng Thu. Thành phố Quy Nhơn ngày mai trời hoàn toàn không mưa, có nắng với mức nhiệt cao nhất là 32 độ. Hòa Bình ngày mai trời nắng 33 độ. Hà Giang ngày mai trời 34 độ, khá là nóng. Yên Bái ngày mai trời nắng 33 độ. Nghệ An là 31 độ. Thành phố Huế ngày mai trời nắng 32 độ nhé, và nhiệt độ thấp nhất là 24 độ về đêm. Bắc Giang ngày mai không mưa. Phú Thọ 32 độ. Hải Phòng 32 độ. Vâng, các bạn khán giả hỏi về Cà Mau. Bạn Lê Minh hỏi về thời tiết tại Cà Mau. Cà Mau ngày mai trời sẽ có mưa về chiều tối với mức nhiệt cao nhất là 32 độ. Thái Bình 32 độ. Ninh Bình 32 độ. Bạn Hồng Sơn hỏi về Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là 33 cho đến 34 độ. Ban ngày trời nắng và chiều tối thì khả năng sẽ xuất hiện mưa rông. Vâng, chào bạn Hoàng Nhân. Thời tiết tại Vĩnh Long ngày mai trời nắng, chiều tối khả năng sẽ có mưa rông kèm tố lốc sấm sét với mức nhiệt cao nhất là 33 độ. Thái Bình ngày mai ngày nắng 32 độ. Vĩnh Long ngày mai 32 độ. Tại Kiên Giang ngày mai trời nắng, còn chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông với mức nhiệt 33 độ. Nghệ An ngày mai khả năng là chiều tối sẽ có mưa với mức nhiệt là 31 độ. Vâng, xin cảm ơn bạn Trường Oanh. Bạn Lý Văn Bảo hỏi về thời tiết tại Đắk Nông. Đắk Nông ngày mai dự báo là đến chiều tối sẽ vẫn có mưa dông tái diễn đấy ạ. Chưa thể hết mưa được ạ. Phú Yên ngày mai, ban ngày trời nắng, chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào, 32 độ. Vâng, quý khán giả Phương Thảo hỏi về Quảng Bình. Vâng, thời tiết tại Quảng Bình ngày mai rất là nắng, nhưng mà nhiệt độ lại không quá cao, chỉ 31 độ thôi. Tại Bình Dương vào khoảng 32 độ ạ, chiều tối xuất hiện mưa rông. Đắk Lắk thì dự báo chiều tối mai vẫn sẽ có mưa rông, 30 độ, khoảng 30 độ đấy ạ. Vân Đồn, Quảng Ninh ngày mai nhiệt độ vào khoảng 32 độ, trời nắng ráo ạ. Ở khu vực Quảng Nam ngày mai 32 độ, ban ngày trời nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào ạ.
Vâng, Ninh Bình ngày mai trời hoàn toàn nắng ráo với mức nhiệt cao nhất là 32 độ và thấp nhất là 23 độ ạ. Hà Nội ngày mai trời tạnh ráo nữa. Thanh Hóa ngày mai không còn mưa. Ninh Bình ngày mai không có mưa đâu ạ. Phú Thọ 32 độ, trời cũng tạnh ráo đấy ạ. Hậu Giang ngày mai sẽ nắng ráo ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa rào kèm theo đó là tố lốc sấm sét nguy hiểm, bạn nên cẩn trọng nhé. Và nhiệt độ vào khoảng 32 cho đến 33 độ thôi bạn Kiều nè ạ. Bạn Vũ Hùng hỏi về Mê Linh thủ đô Hà Nội nhiệt độ vào khoảng là 33 độ. Quảng Bình ngày mai dự báo là đến buổi tại Quảng Bình ngày mai là trời hoàn toàn nắng bạn ạ. Cả ngày mai dự báo là không có mưa. Hưng Yên ngày mai trời cũng nắng ráo 32 độ. Bạn Tài Trần hỏi về thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai cũng sẽ tạnh ráo có nắng vào ban ngày, còn riêng về chiều tối là khoảng thời gian mưa dông sẽ lặp lại kèm theo tố lốc sấm sét. Đó là thời tiết thường ngày trong dịp này tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và các bạn ơi, thời lượng livestream của buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, và Phương Dung rất vui khi có cơ hội được gặp lại các bạn livestream trò chuyện, trả lời những câu hỏi về tình hình thời tiết mà các bạn đặt ra. Và Phương Dung xin hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin livestream tiếp theo. Và Phương Dung mong rằng sẽ có cơ hội được thường xuyên livestream trò chuyện cùng các bạn. Các bạn hãy cùng tương tác và chia sẻ livestream này thật là nhiều cho Phương Dung nha, để có thể có nhiều bạn khán giả biết thêm về tình hình thời tiết trên cả nước trong ngày mai cũng như là trong các ngày khác các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối thật là nhiều niềm vui. Xin chào.